Edward Weaver có phải là con trai của bố già râu trắng. Weaver từng là một cựu thất phụ hải, người được so sánh khả năng của hắn giống như sức mạnh của râu trắng lúc còn trẻ. Hắn và Miss Buckingham đã tự xưng bọn họ chính là người vợ và con trai của bố già râu trắng. Điều này kể cả đội trưởng đội 1 Marco, người đã theo chân bố già từ sớm, cũng không thể xác nhận được bao nhiêu trong đó là sự thật. Vì thật sự Buckingham còn biết bố già trước cả Marco, và ta thời trẻ là một quý cô xinh đẹp, đã cùng râu trắng gia nhập vào ban hải tặc rất huyền thoại, đồng thời vừa là thành viên chủ chốt của tổ chức khoa học phi chính phủ MAS. Nhờ những năm chung thuyền cùng bố già và đóng góp công lao nghiên cứu cho ngành di truyền học, sau này cả hai tổ chức đều bị giải thể. Miss Buckingham đã áp dụng những công nghệ nhân bản đó và tạo ra một sản phẩm chấp phá là Weaver, có thể dễ dàng nhận ra qua những vết khâu chằng chịt trên khắp cơ thể của hắn. Tuy nhiên không thể phủ nhận, bà ta vẫn thành công khi có thể tạo ra một con quái vật có sức mạnh lấy từ mã gen của râu trắng. Vậy nên Weaver đúng là con trai của bố già, nhưng được tạo ra từ phòng thí nghiệm nhân bản.